Rồi, dừng ha. Rồi, hôm nay các em sẽ học một cái dạng đề rất là phổ biến của phần viết của mình. Nhớ là cái phần viết writing của mình đó mà các em sẽ thi 1 tiếng. Và phần này là nó 20 phút. Chiếm 25% số điểm. Và chiếm 25% số điểm. Và viết ít nhất 150 chữ, thì cái này các em viết khoảng 150 đến 170, 180 là được rồi. Cần phải viết nhiều quá nha. Và phần này nó chỉ chiếm 25% số điểm. Cho nên, và nó cũng không có đòi hỏi ý tưởng gì nhiều hết. Chỉ dựa theo biểu đồ mà nói một cách hợp lý là được. Thì cái bước hợp lý như thế nào đó, Chúc và cái yếu tố mà họ yêu cầu thì Chúc trong quá trình giảng thầy sẽ nói luôn cho các em dễ thấy. Thì cái phần này là mình sẽ hướng theo một cách viết cụ thể luôn ha, để từ đó mình qua những cái để mình dành thời gian cho cái phần pass through, cái phần mà chiếm 75% số điểm á. Rồi vậy ha. Phần này các em sẽ viết gọn thôi, biểu đồ có gì thì nói đó, gọn gàng nhưng mà đầy đủ nha, vẫn đầy đủ mà gọn gàng đơn giản thôi. Rồi ha, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn. Rồi, ở đây cái này có cái đề nha các em, mà cái này giám khảo quên, nhưng okay, không có đề, không có bị cái đề vô. Rồi thầy phân tích chút xíu cái đề này luôn cho các em dễ nắm ha. Cái biểu đồ cột này á thì mỗi cột là tương ứng với quốc gia ha. Thì cái hàng dọc bên dưới nè, cái phần nằm ngang bên dưới nè là nó để số tiền, nghĩa là chính thức cụ thể ở đây nó có cái đề em có bị thiếu. Mỗi cột này là tương ứng với lại số tiền mà người dân của các quốc gia này chi trên các sản phẩm ha, chi trên sản phẩm. Rồi, và nó viết, nó vẽ bốn cái cột này dính chùm với nhau ở mỗi sản phẩm, là hàm ý nó muốn mình là so sánh các quốc gia này với nhau, nghĩa là số tiền của người dân ở mỗi quốc gia này chi trên theo từng sản phẩm. Nhớ nha, nó vẽ bốn cột như vậy, là bốn cột này so với nhau. Thì sản phẩm thầy sẽ gọi nó là vị trí so sánh, là vị trí mà bốn quốc gia này so sánh với nhau ha. Rồi, thì cái loại này nó cũng có những cái dạng. Cái này thì nó để ngược, nhưng mà thật ra nó cũng giống cái dạng mà biểu đồ nằm nằm ngang. Những cái cột này thì nó sẽ đứng, nó sẽ xoay lại á kìa. Ừ, nó sẽ xoay lại ha. Cái này cũng có cái xoay lại, không biết thầy để đâu. À, nó giống vậy đó. Ừ, nó cũng giống vậy luôn ha. Thì lúc này bên trái nó sẽ là số tiền. Rồi, này cũng quốc gia bình thường ha. Rồi ở dưới thì sẽ là các sản phẩm. À, nó chỉ vậy thôi, nó giống vậy ha, thành ra là có một kiểu à. Rồi thầy quay lại, đây là cái dạng cơ bản luôn, cái dạng mà cũng dễ xảy ra luôn. Rồi thầy vô ha, cái mở bài đầu tiên thầy sẽ chỉnh lại một chút xíu cho các em dễ viết luôn, các em đợi thầy. Rồi. Thầy sẽ để như vậy cho các em dễ hiểu ha. Thầy sẽ dịch qua một lần để đối chiếu cho biểu đồ luôn. Biểu đồ cột so sánh lượng tiền cái mà được chi trên 6 sản phẩm tại 4 quốc gia này. Rồi, thầy sẽ chỉ các viết luôn. Cái bước đầu tiên em sẽ ghi cho thầy nhớ ha, cái này có thể xài cho mọi bài luôn. The bar chart compares. Biểu đồ cột so sánh cái gì? Mốt mình qua biểu đồ đường cũng vậy luôn, biểu đồ đường cũng là the line chart hay line graph compares cũng được ha. Tiếp theo là đơn vị. Thì những cái bài thì các em sẽ xác định cái đối tượng mà được so sánh trong đây là đối tượng gì. Rõ ràng ở đây là nó đang so sánh về số tiền đúng không?
so sánh về số tiền mà người dân ở một quốc gia này nó chi, nghĩa là đối tượng đang nói là tiền, thì lượng tiền tiền là đối tượng không đếm được, cho nên cái nên mình sẽ sử dụng là the amount of. Ví dụ như cái bài nó nói về số người dân, số người học đại học đấy, thì lúc này đối tượng người đối tượng đếm được, và mình sẽ sử dụng đơn vị đó là the number of á. Thì tùy bài, còn những cái bài mà nó để sẵn đơn vị cho mình luôn. Thì những bài nào mà nó để sẵn đơn vị cho mình luôn, ví dụ như là đơn vị phần trăm, thì đối tượng đếm được hay không đếm được cũng vậy, nó quy về phần trăm hết, thì lúc đó mình sẽ xài là the percentage. Các em biết ha, biết cái đó ha, cái the percentage. Rồi thì nói tiếp, vậy là cái đơn vị thì các em cứ hiểu cách viết như vậy. Rồi tiếp theo sẽ là đơn vị đối tượng được so sánh. Ở đây nếu mình chỉ nói tiền không là không có đủ ý, đúng không? Tùy bài. Thì cái bài này nó đã nói rất là rõ là số tiền chi trên các sản phẩm. Vậy thì cụ thể đây là tiền chi trên sản phẩm. Là cái vậy thì nó sẽ bao gồm đối tượng và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho nó. Đây cũng là cái cách viết cơ bản luôn. Đối tượng và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho nó. Để mốt dù có bài nó nói về tiền dùng cho từ thiện, money which was used for charity, ví dụ như vậy, là tiền mà được sử dụng cho từ thiện đó. Cho nên thường là đối tượng so sánh, các em cứ nhớ cách viết như vậy cho đây ha, là đối tượng và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho nó. Anh này cũng có thể mình ghi có nhiều cách viết ha, cái này tùy ý tưởng thôi. Thầy vẫn có thể ghi là money which mà quan hệ chủ động hay bị động là do cái ý tưởng thôi ha, do ý tưởng với nội dung bài yêu cầu. Đây thì ghi vậy cũng được nè, số tiền mà khách hàng chi trên sản phẩm, hay là khách hàng ở ở cái hàng ở bốn nước này chi trên các sản phẩm cũng được hai cái. À, thì hoặc là có bài nó sẽ nói về người, số người, số dù số người mà học đại học tại các quốc gia, tại Việt Nam, Lào, Campuchia. The number of people who study university. Huh? Study university. University. In Việt Nam, ở Campuchia, Lào gì đó. Cũng được ha các em. Rồi thì nói chung thường nó sẽ chung quy là đơn vị và đối tượng được đề cập, bao gồm là danh từ và mệnh đề quan hệ. Bộ nghĩa cho nó ha, mới chính xác nha các em. Rồi, đó là cơ bản trong cái phần viết của mình. Ở đây 6 sản phẩm, 6 sản phẩm thì do nó nhiều quá cho nên không nhất thiết mình phải ghi ra. Còn 4 quốc gia thì nó ít cho nên ghi ra ha. Thành ra là cái này em được quyền. Em có thể ghi ra hết 4 quốc gia hoặc ghi chung chung cũng được. So in 4 countries cũng được ha. Hoặc là 4 nước châu Âu, in 4 European countries. Cũng được. Tùy ha các. Rồi. Vậy đi, mở bài đã xong, chỉ có nhiêu đây thôi. Thầy nhắc lại ha. Biểu đồ cột so sánh đơn vị nhớ là D, cái gì đó of, the amount of, the percentage of, the number of gì đó. Rồi. Đối tượng được so sánh, cụ thể đó là danh từ và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa. Vị trí và thời gian, nhưng bài này không có thời gian cho nên mình sẽ khó ghi ha. Vậy là xong, bây giờ đến khổ nhìn chung. Khổ nhìn chung. Rồi khổ nhìn chung ha các em. Đợi chút.
Rồi, tiếp ha các. Bạn bị nó kẹt cổ ok. Cứ nghe rõ ha, bạn nào không nghe rõ nói thầy nhé. Giờ thầy nói tiếp. Ý tưởng đầu tiên ha. Chỉ luôn nè. À thầy dịch trước chứ. Rõ ràng rằng là cái này các em cố định được nha. Em xài được cho tất cả các dạng đề luôn. Cái câu đầu tiên cái này là mình dịch nó là it is cleared up, rõ ràng rằng là nghĩa là biểu đồ thể hiện cho mình ý tưởng rất là rõ là được nhé. Cái này các em có thể cố định để xài cho các đề tương đương luôn. Rồi em các em xài cho các đề tương đương luôn nhé. Rồi thầy dịch nè. Người Anh chi nhiều tiền hơn người ở nước khác trên cả 6 sản phẩm. Cái chữ significantly đây là rất rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều á. Nhiều hơn rất nhiều á, ý là như vậy. Nó nói là người Anh chi nhiều tiền hơn người ở nước khác trên cả 6 sản phẩm. Chính xác. Người Anh 1 2 3 4 5 6. Cả 6 sản phẩm, thằng Anh đứng nhất. Vậy thì ý tưởng ở đây đơn giản là ở mỗi vị trí so sánh hay cụ thể đây là các sản phẩm, mỗi sản phẩm. Đối tượng nào là đứng nhất? Thì ý tưởng cơ bản nha. Thì cái bài thì nó có sẽ những bài nó sẽ khác biệt một chút. Thì tới đó thầy sẽ gửi cho các em làm nó khác giúp ha. Nhưng mà cũng cơ bản như vậy thôi. Các em cứ theo ý tưởng cơ bản này. Mỗi vị trí so sánh đối tượng nào đứng nhất. Do bài này nó dễ một cái là nước Anh hay là cột thì cụ thể là đứng nhất hết. Vì vậy là nó sẽ đứng nhất tất cả. Nó chỉ ghi một câu thôi ha. Ok, nó chỉ ghi một câu như vậy. Và cũng lúc này các em cũng sử dụng một câu. Cái này thật ra là có nhiều cách viết, nhưng thầy khuyên cái bước đầu các em chưa quen, các em chỉ cần viết một câu chủ động hoặc bị động tùy ý tưởng. Do bài này nó nói về việc là tiền chi trên sản phẩm, các em có thể sử dụng một câu chủ động. Người Anh nè, câu chủ động là người Anh chi nhiều tiền hơn người ở nước khác. Thì cái này thật ra tùy ý tưởng nha các em, tùy ý tưởng em có thể tự em ra. Thầy nhắc lại do cái bài này nó nói về việc là số tiền của người dân quốc gia chi. Vậy mình có thể tận dụng ngay câu chủ động là người dân ở một quốc gia đó chi bao nhiêu tiền. Thì cụ thể đây là người Anh, người ở nước Anh chi nhiều tiền hơn người nước khác. Và ở đây sử dụng cấu trúc so sánh hơn, nhưng mà thật ra ý nghĩa, ý tưởng của nó là so sánh nhất á. Như nãy thầy nói là mỗi vị trí so sánh này đối tượng nào đứng nhất đúng không? Và cấu trúc so sánh hơn này, mặc dù nó là so sánh hơn nhưng em vẫn biết nó là so sánh nhất. Vì một đối tượng hơn các đối tượng còn lại. Chính xác, nó là so sánh hơn ha. Thầy ví dụ nè, có những bài thì nó sẽ nói số phần trăm người học đại học tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Thì thí dụ như là cũng là người Việt Nam. Ví dụ trong bài như vậy mà nó cho là mình thấy rõ ràng là người Việt Nam, số người Việt Nam học đại học thì nó nhiều hơn cả nước Lào và Campuchia. Thì ví dụ như vậy thì mình vẫn có thể sử dụng một câu chủ động. Thì ví dụ thôi. It is clear that people in Vietnam đúng không? Thầy ghi từ từ ha. University. Rồi, bây giờ như mình nói, như thầy nói là mình sẽ so sánh đúng không? Cũng là so sánh hơn nhưng mà hơn tất cả. Thì như hồi nãy thầy nói số người học đại học thì mình sẽ tập trung vào người và bản thân người này nó nhiều hơn. Chỉ đơn giản thôi là more people in Vietnam. 30 university than people in. Rồi hai nước còn lại thì mình ghi chung chung thôi, giống như bạn ở đây. The other three countries, ba nước còn lại. Hay mình gọi là the rest of three countries đó. Là ba nước còn lại luôn á, là nó luôn á. Nhưng mà sử dụng cấu trúc này hay hơn. The other two countries. Ví dụ như cái bài thầy nói về Việt Nam so với Lào, Campuchia. Rồi, các em hiểu ha. Cái này thầy nói lại là việc em viết chủ động hay bị động là do ý của câu nhé, hoặc là ý tưởng của các em. Thầy ví dụ như là Việt Nam
xuất khẩu gạo sang châu Phi nhiều hơn là Lào và Campuchia cũng được. Cái này thầy vẫn có thể sử dụng câu chủ động luôn. Vietnam export more rice than the other two nations. Tu đến châu Phi ha, to Africa. To Africa, đến các nước châu Phi đi. Africa đúng không? Ví dụ như tới châu Phi là cũng được ha. Đó. Hoặc là nếu mà cho bị động cũng được. More rice. In Vietnam. It's worse. Này là không đếm được nha. Exported. Tu đen chứ. In the order to apricot. Đó. Ừ. Thật ra là các em sử dụng câu nào cũng được nha, tùy bài. Ở trên thầy quay lại đại sứ ha. Ở đây thì chi nhiều tiền thì em có thể sử dụng câu bị động là nhiều tiền được chi trên. À, nhiều tiền được chi bởi nước Anh. À, thầy ghi luôn này, để thầy ghi cho các em mắc câu. Này câu bên bài cũng chỉnh được ha. More money spend nước Anh ha. In Britain. Then money three countries cũng được ha các. Rồi thì nhưng mà thầy khuyên là nếu có câu nào ngắn và dễ hiểu hơn chọn câu đó trước ha các. Rồi vậy thì xong, vậy là các em hiểu ha, cái nào mà sử dụng được câu ngắn hơn mà dễ hiểu hơn thì nên xài. Đây giám khảo chỉ xài câu đơn giản thôi, câu chủ động ha. Rồi thầy đi tiếp ha các. Rồi à, vậy là xong được cái ý thứ nhất của khổ nhìn chung. Thầy nhắc lại đây là khổ tổng quát ha, khổ nhìn chung để mình cho thấy được tổng quát cái biểu đồ. Nó có nhiều cách viết lắm, thầy nói nó có nhiều cách viết, nhưng mà thầy đang đi cái cách cụ dễ nhất cho các em ha. Rồi thầy đọc tiếp nè. Trong cả 6 sản phẩm, người khách hàng chi nhiều tiền nhất. Phim. Thầy dịch gì cho gọn đi. Trong cả 6 sản phẩm, người khách hàng chi nhiều tiền nhất trên phim. Ý tưởng chỗ này đó là lúc này chúng ta sẽ so sánh tổng số tiền của mỗi sản phẩm được chi. Nghĩa là mỗi vị trí sản phẩm, mỗi vị trí so sánh này tổng số là bao nhiêu và so với nhau. Và khẳng định vị trí có tổng số liệu cao nhất. Tổng số liệu cao nhất. Thì mình thấy rõ ràng cái này dễ, rất là dễ, rất là dễ. Em muốn biết cái nào cao nhất, em muốn biết tổng số nào cao nhất
Chỉ đơn giản là em lấy bản thân mỗi đối tượng này, à, lấy bản thân của của bản thân quốc gia này, lấy bản thân của nó so sánh với nhau, thì rõ ràng đầu tiên em thấy thằng bản thân thằng Anh cao nhất so với chính nó tại đây ha, cao nhất ở đây so với chính nó ở các sản phẩm còn lại. Và thằng Ý, em thằng Pháp cũng vậy luôn ha. Italy thì nó chỗ này hai này sắp xỉ, chỗ này hai này sắp xỉ thì coi như tương đương với nhau, coi như bằng nhau và cũng cao hơn mấy thằng kia. Chỉ có Germany là không nha, nó bị chênh lệch. Và cái ý tưởng ở đây, và thường những cái bài, những cái số liệu của các biểu đồ thường có xu hướng mang tính chất là tương đối, cho nên là cách này rất là dễ ở chỗ là bốn đối tượng, chỉ cần ba đối tượng cao nhất thì thằng còn lại nó có chênh lệch một chút cũng không sao, vẫn được tính nó tổng số theo tương đối nó là cao nhất. Các em hiểu ha? Tại thường bày bài biểu đồ, nhất là biểu đồ cột như vậy với biểu đồ đường á, thường số liệu nó có xu hướng là tương đối. Thầy tưởng bạn nào nữa. Số liệu có xu hướng là tương đối ha các em. Có xu hướng là tương đối. Rồi, các em hiểu ha. Nhưng cái câu này, à, thầy nói ngữ pháp đây chút xíu. Nhớ viết đúng nha các em. Trong cả 6 sản phẩm, 21 là ví dụ như là thầy ví dụ thôi, là gạo là Việt Nam và Campuchia và Lào đi, hai ba nước xuất khẩu mặt hàng gạo là nhiều nhất so với mặt hàng ví dụ như là quần áo sang Campuchia hay là thuốc men sang Campuchia, thì ví dụ như gạo là nhiều nhất thì cũng như vậy luôn ha. Trong cả ba sản phẩm thì ví dụ như vậy, ba sản phẩm xuất khẩu thì việc thì cả ba nước ha, hay cả ba nước cũng được, cả ba nước xuất khẩu nhiều gạo nhất thì trong ba sản phẩm xuất khẩu thì Việt Nam đơn giản là cả ba nước, cả ba nước Đông Dương ví dụ vậy, thì xuất khẩu nhiều gạo nhất so với các sản phẩm loại ha. Rồi thì ở đây cũng sử dụng một câu chủ động hoặc bị động bình thường, chủ động hoặc bị động bình thường. Sử dụng câu chủ động hoặc bị động bình thường tùy bài ha. Và đối với cái ý tưởng này thì chủ yếu chỉ xài được cho cái loại biểu đồ cột mà loại nó có cái xu hướng số liệu tương đương như vậy. Nghĩa là nó thường cái biểu đồ nó ra bài thi thì thường nó có sự nó có hai nó thường nó sẽ có cái trường hợp là giống như kiểu này, là vị trí so sánh rất là nhiều, thậm chí cột cũng nhiều luôn, bốn cột này ha, chẳng lẽ em liệt kê hết là đâu có đúng, bốn cột luôn. Nhưng ha, thì nhưng nó sẽ có xu hướng là xuôn chiều để mình dễ tóm tắt hay dễ gom nhóm hay dễ liệt kê đó. Còn có những bài cái vị trí so sánh nó sẽ ít hơn, nó khoảng chừng ba bốn cái thôi, cột thậm chí có ba cái luôn, nhưng mà ở trong sẽ chênh lệch nhiều. Thì có những bài nó chênh lệch lắm, nó sẽ không có cái sự tương đương kiểu này để mình đưa ra cái tổng số ở vị trí so sánh như vậy là cao nhất đâu. Thì lúc đó gặp những cái bài đó, mốt sắp tới có bài tập này ha các em, không cần nói ý này. Thật ra là ý này ý phụ thôi, tại vì chút xuống dưới mình sẽ không có cái vụ so sánh các vị trí với nhau nữa, chỉ so sánh mấy các cột này với nhau trong mỗi sản phẩm thôi. Vì vậy cái ý đầu tiên sẽ là ý chính bắt buộc phải viết, còn ý đằng sau cho loại này là được rồi. Có những bài rất chênh lệch nghe, tới đó thầy sẽ cho bài tập cụ thể luôn. À, giờ mở ra nữa cũng được nhưng mà nó nhiều lắm, nhưng mà các em hiểu như vậy là được.
thì lúc đó mình sẽ không còn nói ý này ha, không bắt buộc. Rồi, tự động bài nó chênh lệch nhiều thì cái ý bên trên đó, nó không có đơn giản một câu như vậy đâu, có thể hai câu, hai ba câu. Thì lúc ấy tự nó ra, tự nó mọc thêm mà. Rồi. Thì đúng rồi, tại vì ở đây bài này nó dễ là ở mỗi hồi nãy cái câu đầu tiên của mình á, mình khẳng định thằng Anh là cao hơn ba nước còn lại ở cả 6 sản phẩm đúng không? Nghĩa là như nãy thầy nói thì ý tưởng là ở mỗi vị trí sản phẩm này nước nào chi nhiều tiền nhất, ở đây anh cao nhất hết. Có những bài nó chia ra một nửa. Ừ. Ví dụ như là sáu thằng ba thằng này thì thằng nào cao nhất trong khi ba thằng kia thằng nào cao nhất. Nó thành ra hai câu buộc mình phải biết. À, nó vậy đó. Thành ra là các em cứ theo cơ bản như thầy nói là được. Rồi, vậy là xong. Tới thân bài 1, body 1. Ý tưởng đầu tiên của thân bài 1 thầy nói luôn. Đó là em sẽ khẳng định giá trị cao nhất toàn biểu đồ. Toàn biểu đồ, nghe kia. Thì mình nhìn thấy ngay là chỗ Britain. À, Britain. Thằng Anh nó cao nhất toàn biểu đồ ở chỗ photo credit. Em nhìn vô em chọn cái cột cao nhất luôn. Vậy. Bài nào cũng vậy luôn nha. Em sẽ áp dụng để này. Ý tưởng đầu tiên của khổ nhìn chung, ý tưởng đầu tiên của khổ thân bài 1 đó là khẳng định giá trị cao nhất toàn biểu đồ. Em cứ nhớ như vậy cho thầy ha. Rồi. Giá trị cao nhất toàn biểu đồ thì mình thấy ngay cái chỗ print là nó cao nhất ở chỗ này, và lúc này giám khảo cũng sử dụng một câu chủ động bình thường. Thầy khuyên là cái nào dễ nhất nên viết, cái nào gọn nên chỉ càng dễ hiểu càng tốt, đừng có đổi lung tung nha các em cứ bám sát cái cách làm giám khảo này. Bài này 9 điểm mà mà thấy đơn giản ha các em. Rồi thì ở đây giám khảo chỉ khẳng định đó là người tại Anh chi khoảng trên 170.000 ở trong đây ông canh ha, giống như một nửa là 180, nếu ví dụ như một nửa là 170 đi, nó hơn chút thì khoảng trên 170.000 bảng Anh. Cái này các em ghi ngoài đơn vị luôn nghe, ví dụ 170.000 pound sterling, khỏi cần ghi ký tự ha, khỏi khỏi các em khỏi ghi ký tự, ghi cho đỡ lộn, nhiều ghi cái này là đồng bảng Anh ha, còn ký tự đô la Mỹ cái chữ S đó kìa. Nhưng mà thôi thầy khuyên ghi chữ đi, ghi chữ đi, và đơn vị cố định luôn, đừng có đổi. Đúng rồi, đơn vị làm gì có từ đồng nghĩa, ghi luôn ha, pound sterling. Rồi thì ở đây ổng cũng sử dụng một câu chủ động bình thường, người tại Anh chi khoảng trên 170.000 bảng ở photo credit film, và tiếp theo bằng một câu này, nhớ cái này phải có nha, đây là số liệu cao nhất toàn biểu đồ. Which is the highest figure shown on the chart. Ok ha, nhớ cái này có nghe kia. Thầy nhắc lại, nãy thầy quên nói cái chỗ này. Đối với những cái đa số bài biểu đồ thường có yếu tố thời gian quá khứ và thường sẽ viết quá khứ đơn. Còn những bài không có yếu tố thời gian, thực tế em vẫn có thể viết hiện tại đơn. Nhưng thầy khuyên vẫn thống nhất là viết quá khứ đơn hết. Bởi vì thường là số liệu thường là đã có rồi và nó tường thuật lại cho mình, cho nên viết quá khứ đơn một kiểu để mình thống nhất được cách viết đỡ lộn. Chỉ có này, nãy giờ quá khứ đơn hết này kia, chỉ có những cái vị trí câu như là biểu đồ so sánh, thì biểu đồ ý là nó cái hình á, so sánh đúng rồi, hiện tại nó đang so sánh cho mình thấy mới là viết hiện tại đơn nha kia, đơn không ai không 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 có tiếp diễn chứ hoàn thành đây nha. It is clear that cũng vậy, là nhìn ở biểu đồ mình thấy rõ ràng này. Ha. Hay là which is the high figure này, số liệu cũng là số liệu được thể hiện biểu đồ nè. Đó mình thấy được cái hình đó là hiện tại đơn ha. Cao nhất toàn biểu đồ. Rồi. By contrast. Cái này thầy chỉnh chút xíu, thầy ví dụ đi. Một số câu đi ha cho các em dễ hiểu. Ví dụ như Việt Nam sẽ xuất khẩu 1 triệu tấn gạo đi. Đây là số liệu cao nhất đi ha. Ví dụ thôi, dường như là khoảng trên 1 triệu tấn gạo, just over
tons. Thì chắc chắn đây là số liệu cao nhất tổng biểu đồ. Which is the hoặc là nhiều người Việt Nam học đúng không? Thì đây ví dụ thôi là khoảng 10 triệu đi, trên 10 triệu người Việt Nam đi. Just 10 triệu. Vietnamese people. Rồi nhớ là mình sẽ phải giải nghĩa cái số liệu, mình giải nghĩa cái câu mà số liệu cao nhất toàn biểu đồ á phải đi sau cái con số mình mới nói nha. Ở đây khoảng 10 triệu người. Rồi, phải viết luôn. Which is the highest figure on the chart. Rồi mới đóng dấu phẩy, nếu mình ở giữa câu đóng dấu phẩy. Study. University. Đó, vậy thôi. University. I study at university. À đi. Thì nó đúng hơn. Học ở mức đại học. Học ở trình độ đại học. Rồi, vậy hả các em? Rồi, thầy nói tiếp cái chỗ này nữa. Số liệu của biểu đồ cột và biểu đồ đường thường mang tính chất tương đối, cho nên các em phải sử dụng những cái chữ bổ nghĩa cho nó. Ví dụ như ở đây nó nói là khoảng trên, nghĩa là ở đây chưa tới, nó trên luôn cái 170, nhưng mà nó trên một chút, cho nên mình sẽ xài là just over. Nếu mà nó thấp hơn thì sẽ là just under. Nó hơi nhiều xíu nha các. Ví dụ như nó có những cái chữ như là khoảng ha. Khoảng này là cũng sắp tới á. Mà có thể nó sai chút. Khoảng ha. Nhưng mà sắp xỉ, ví dụ sát luôn á, là approximately. Almost. Nearly almost. Rồi cái này nè, just under hoặc là just more than. Rồi nhìn nãy thầy nói ha, ở đây thì ghi cho nó giống giống thì cho các em đỡ lộn. Just under. Rồi đúng rồi nè các em, just more than. Rồi được ha các em. Đó, nó có mấy chữ như vậy. Thì thực tế là những cái chữ này các em không bắt buộc thay đổi nha. Mấy cái này là thuộc về đơn vị, không bắt buộc thay đổi, cho nên là thuộc về số liệu luôn. Cho nên là các em có thể giữ, viết, nhưng mà được thì đổi một chút, mà không cần đổi hết nha các em. Nó không có giống như mấy kia. Rồi, thầy quay lại ha các em. Câu tiếp theo thì sẽ là liệt kê vị trí, liệt kê đối tượng thấp nhất, mà lúc này là thấp nhất ở mọi vị trí. Thấp nhất ở mọi vị trí nha các em. Ở mọi vị trí này thấp nhất như thế nào? Thì lúc này mình vô tình được một cái á, đó là đối tượng là nước Đức nè, người dân của nước Đức nè, là chi tiền thấp nhất ở 4 trên 6 sản phẩm. 4 ha, 4 trên 6 sản phẩm. Cho nên lúc này giám khảo cũng áp dụng cái tính chất tương đối, đó là ông sẽ nói người Đức là người chi tiền thấp nhất tính theo diện tổng quát thôi, chứ không phải là tất cả, chứ không phải là chính xác tất cả. Tổng quát là người thấp nhất, người chi tiền thấp nhất ha. Rồi, thầy nói tới câu này chút, chi tiền thấp nhất. Rồi, chút cho thầy nói cái số. Thì cái trường hợp này đó là như thầy nói, 4 trên 6 sản phẩm, 4 hoặc 5 trên 6 sản phẩm thì mình sẽ gom lại được luôn. Gom lại được luôn.
Còn có những bài phức tạp thì lúc đó thầy sẽ chỉnh lại nữa, lúc đấy mỗi buồn phải chia ra nữa. Rồi, lúc đó sẽ có cái hướng gồm khác một chút, nhưng mà cũng cơ bản theo kiểu này ha các em. Và cái ngữ pháp viết cái câu này thật ra chỉ là từ vựng thôi. Spender được đi từ cái chữ spend, động từ ha các em, người chi tiền. Người chi tiền thấp nhất tiêu diện tổng quan. Nhưng mà thật ra cái này thí dụ như em không biết cái từ vựng của cái cuộc form hay là cái từ vựng tương đương của cái động từ á, em có thể sử dụng một câu chủ động bị động như hồi nãy cũng được. Thầy có thể ghi ha cho trường hợp các bạn nào bí. Lose money, spending lost. Hoặc là lose money cũng được. In all pro. Cũng được ha các. In all pro. Rõ vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì nếu trường hợp em có cái tới từng bài đó với thầy sẽ gửi, nhưng mà chắc chắn không phải bài nào cũng có thể mình biết được cái từ vựng đó, cho nên cũng quy về cái câu chủ động hoặc bị động bình thường ha. Rồi sau khi em đưa ra cái hướng so sánh như vậy nè, thì em sẽ đưa ra giá trị của nó, và lúc này nhớ là giá trị gom chứ không có giá trị lẻ ha. Lẻ không có được đâu, hồi chút thầy sẽ nói lý do tại sao không được. Tại vì mình cái hướng này thì nhắc lại là em sẽ nói đối tượng thấp nhất ở mọi vị trí, và nếu nó tương đương giống nhau ở bao nhiêu sản phẩm á, hay cụ thể đây là hết luôn á, 4 giờ 6 là gần hết luôn rồi, thì em sẽ gom luôn, và tất nhiên sẽ gom luôn giá trị ha. Lúc này nhớ nha, phải with, sau khi em so sánh xong em phải with với số liệu gần như bằng nhau, roughly the same figure, với số liệu gần như bằng nhau ha, roughly nó giống như nearly, gần ha, gần như bằng nhau, mở ngoài. Và lúc này em sẽ lấy cái con số cao nhất em tính xuống. Số này nè, cái chỗ mà khoảng dưới 150. Thằng nào ta? Thằng Đức đúng không? Ừ, đã lấy đây nè. 150 mà xích lên xíu vậy nè, dưới 150. Rồi. Trên đây á mà nó kéo xuống. Rồi, và tất cả đúng là mấy cái này thì xấp xỉ là dưới 150 hết nè. Vì vậy giám khảo mới ghi đó là just under. Hai cái là nó giống cho nên gom dễ ha. 150. Đúng rồi, nó gần như nhau, thành ra mới có câu là with roughly the same figures, khoảng dưới 150 cho mỗi sản phẩm. Đây là cái cách viết viết từ đồng nghĩa của chữ six item nè, cái six item là six different item nè, six item nè, đó đó đó, six product, each of the six product, mỗi trong sáu sản phẩm chỉ đơn giản là hết luôn á, hơn hết tất cả sáu sản phẩm luôn ha. Rồi, nhưng mà có những cái bài mà các em cái số liệu nó không có tương đương kiểu như vậy, mà có thể nó chênh lệch nhiều, dựng tuột ở đây hay gì đó, thì tất nhiên em vẫn có thể là đưa ra, em sẽ lấy cái thằng cao nhất em tính xuống. Nhưng mà lúc này thì em không cần ghi là roughly the same, tại vì thật ra nó không có giống nữa. Em chỉ cần ghi with, thậm chí có ghi just luôn, with under số liệu bao nhiêu cho cả 6 sản phẩm luôn, đúng không? Tất cả 6 sản phẩm đều dưới hết. Được ha các. Rồi, đó là cơ bản, đó là cơ bản. With under bao nhiêu là được rồi, cho 6 sản phẩm hay là cho 6 cái vị trí so sánh này. Được ha, nhớ là phải gom nha các em. Rồi. Thì bây giờ tới đây thầy nói yếu tố chấm điểm một chút. Rồi, các em chờ đợi thêm chút nha. Các em đợi chút. Chính rồi.
Rồi, thầy giảng tiếp ha. Lúc này thầy nói về cái yếu tố chấm điểm chút xíu. Đối với cái bài biểu đồ nào cũng vậy, các em phải luôn tuân thủ đó là phải có tóm tắt. Nhớ cho thầy nha. Phải luôn có tóm tắt. Rồi, phải có liệt kê điểm nổi bật. Rồi, phải có so sánh. Rồi, xu hướng. Đây là những cái hướng hướng cơ bản của cái biểu đồ nó yêu cầu. Tóm tắt liệt kê điểm nổi bật, so sánh, xu hướng. Thì nãy giờ mình do cái bài này không có yếu tố thời gian cho nên là nó không có cái xu hướng là tăng giảm đó kìa, tăng giảm. So sánh là được. Thì nãy giờ mình đã đi đủ rồi đó. Thì tất nhiên là nếu mà nó nói chung chung như vậy thì các em sẽ không biết là mình đi cái nào, mình không đi cái nào. Rõ ràng đây giám khảo đã hướng dẫn cho em là có cái hướng cụ thể để em đi ha. Đầu tiên là cái khổ nhìn chung đã là tóm tắt này nè. Chính xác chưa? Và trong tóm tắt này là đã có so sánh luôn rồi nè. Đó. Nhớ là khổ nhìn chung không nói giá trị nha các em. Nè, so sánh này nè, chính xác luôn ha. Và rất là hợp lý luôn. Rất là hợp lý nãy giờ như thầy nói. Ừ, mỗi mỗi vị trí này thằng nào đứng nhất. Rồi có liệt kê như thầy nói là liệt kê, nghĩa là không liệt kê điểm nổi bật, nghĩa là không liệt kê hết. Chính xác đây là điểm nổi bật nè. Chính xác luôn, cao nhất toàn biểu đồ, một giá trị cao nhất toàn biểu đồ. Rồi cái đây cũng là tóm tắt, đây có liệt kê giá trị nhưng mà lúc này là tóm tắt nha, tóm tắt chính xác luôn này. Đó, nó có thứ tự từng bậc nha. Thầy nhắc lại đây là cái bậc, đây là cái bước và cái bậc, một trong những cách làm, và đây là cái hướng để giúp cho các em làm dễ nhất. Cho nên vì vậy là để còn cái cách mà khác nữa ha, và lúc ấy thầy sẽ gửi thêm nhưng mà thầy sẽ đi theo hướng này trước ha. Các em cho thầy mấy giây nữa, tại học trò không biết có đứa nào nó chưa vô được, các em đợi xíu nha.
Rồi tiếp nha các. Nhiều khi dạy có mấy bạn nhiều khi không biết đó. Rồi kiếm như dòng tội nghiệp thầy chỉ. Tại vô lớp 2.0 ha, bạn nào yếu nhớ nói thầy cho vô ha. Vô ôn cơ bản ngữ pháp từ vựng. Rồi thầy nói tiếp ha các. Rồi vậy là các em hiểu cái bước của thầy nói ha. Cái bước tiếp theo rất là dễ luôn nè. Sau khi em đã liệt kê cái đối tượng Anh và Pháp, sorry Anh và Đức, Anh và Đức là liệt kê xong rồi đó là bỏ luôn á, không nói nữa. Thì bây giờ chỉ có các đối tượng còn lại đó chính là Ý và Pháp. Thì hai đối tượng này, lúc này mình sẽ liệt kê kiểu gì bây giờ? Gửi luôn, theo giám khảo làm luôn. Đó là em sẽ khẳng định giá trị của hai đối tượng này bằng nhau ở chỗ nào. Nghĩa là sẽ cái vị trí nào mà hai đối tượng này bằng nhau. Hai đối tượng này sẽ bằng nhau chỗ nào và chênh lệch nhau chỗ nào. Thì đầu tiên bằng nhau trước nha các em. Đây. The figures for spending on toy were the same in both France and Italy. Rồi, với số liệu cụ thể là 160.000. Đây cũng chính là điểm nổi bật. Rất là hiểu mà điểm nổi bật chỉ đơn giản là cái giá trị nó không nhiều. Hầu như nó có một cái à. Và một cái mà nó nói lên kiểu nó nói lên một cái với một giá trị đó nó nói lên một cái nội dung gì đó. Nổi bật ha. Thì đây cụ thể chỉ đơn giản là bằng thôi. Chỗ này nè các em, nó bằng nhau. Nó bằng nhau nghe nó xấp xỉ cũng được. Nếu mà nó hơi xấp xỉ thì em ghi là gần như bằng nhau, drop to the same vẫn được, giống như trên đây nè. Nearly the same hoặc là similar. Ừ cũng được. Rồi. Và ở đây em có được một cái công thức từ vựng, nó cũng là một cái từ vựng luôn để cho em xài. Đó là the figures for, nhớ số nhiều nhé. Mặc dù nó bằng nhau đúng rồi nhưng mà vẫn là hai số liệu nha các. Tại nó tính theo bao nhiêu số liệu á. Nhớ nghe các. Cho nên figure có S nha. Figure for sẽ có hai cách viết. Một là em sẽ viết tên của vị trí. Tên của vị trí là thôi nhưng mà vẫn phải chỉnh một chút xíu cho hợp lý nha các. Nghĩa là số liệu cho việc chi tiền trên đồ chơi, spending money on toys hoặc là spending on toys mới đủ nha các, chứ mấy thôi không không chính xác. Rồi số liệu cho vị trí này nè là bằng nhau ở cả hai Pháp và Ý, hoặc là một cách viết nữa đó là the figures for tên của cột cụ thể là tên hai quốc gia bằng nhau ở đâu, thì lúc này sẽ là the figures for both France and Italy were the same in were the same in spending on toys. Sao nó bị lỗi vẫn tiếng là spending on toys. Cũng được ha các em. Rồi. Và tất nhiên sau khi em đã khẳng định nó bằng nhau thì sẽ là phải add cái này ngữ pháp luôn. Cụ thể giá trị bao nhiêu? 160.000, cái này là nearly luôn ha, gần thôi. Nè, nó gần, đó, cũng được ha. Just under vẫn được nha, just under 160.000 cũng được. Ừ. Cũng được ha các em. Rồi. Và cái ý tưởng tiếp theo đó sẽ là không bằng nhau chỗ nào. Mà không bằng nhau chỗ nào cũng sẽ có hai ý. Ủa bạn nào nhắn mà nó tút tút người ta. Rồi, không bằng nhau chỗ nào cũng sẽ có hai ý luôn. Thường nha, thường nha, thường sẽ có hai ý. Đó là Pháp và hơn ý chỗ nào. Pháp hơn ý chỗ nào và ý sẽ hơn Pháp chỗ nào. Đó, thì không bằng nhau nó sẽ có thể xảy ra hai trường hợp. Một là Pháp hơn Ý và hai là Ý hơn Pháp. Có những bài là nó một chiều luôn, ừ A lớn hơn B luôn. Nó không có trường hợp ngược lại thì tới tới đó thì tùy thôi, mình sẽ viết một cái thôi. Rồi thì vô nè. Cái chữ however ở đây để liên kết ý đằng trước. Ý đằng trước nó là bằng nhau. Tuy nhiên thì có nghĩa là tuy nhiên ở đây là
cái câu tiếp theo, ý tiếp theo mình sẽ nói là nó không bằng nhau. Nó không bằng nhau ha. Ý tiếp theo là nó không bằng nhau. Rồi, thì trong cái phần không bằng nhau như thầy nói sẽ có chênh lệch A lớn hơn B chỗ nào. Trong khi đó, cái chữ trong khi này em muốn viết ở đằng trước cũng được, hoặc là sau dấu phẩy nè. Tại vì ở đây mình sẽ nói là pháp hơn ý ở đây ha. Rồi, trong khi đó cũng được, em gắn trước khi viết cái câu số 2 cũng được, hoặc là viết lên đầu tiên cái câu số 1 luôn cũng được, hoặc là em sẽ viết chữ but cũng ok ha, chỗ này tùy các em muốn viết chỗ nào cũng được. Rồi, còn nhiều chữ lắm, whereas, mặc dù nữa. Nhưng mà nào một cái thôi, nào một cái thôi. Thầy đọc lại ha. Trong khi người Pháp chi nhiều hơn người Ý, một câu khẳng định luôn. More, more money cũng được. Hơn người Ý ở sản phẩm gì? Thì người Ý chi tiền nhiều hơn. Khỏi cần nói người Pháp nữa, ta biết rồi. Và có từ đồng nghĩa ở đây là cái chữ bear out hay là pay out á. Bear out for chính là spend on. Rồi, sẽ tính hơn thôi. Sản phẩm còn lại ha. Và nhớ cái này không nói giá trị. Đúng rồi, tại vì nó không có nổi bật. Tại vì nói ra nó rùm rà rồi. Là nó đâu phải nổi bật mà nó là bị rùm rà, là lại còn thiếu tóm tắt luôn. À, nếu mà nói ra là đâu có còn tóm tắt nữa đâu. Cho nên chỗ này không cần nói giá trị ha. So sánh là được rồi. Nhớ nghe, mình chỉ liệt kê giá trị chỗ nổi bật thôi, không phải liệt kê hết. Rồi câu cuối cùng ha. Did amount spent. Rồi cái này thì nó hơi bị cục mà thất công thì ở đây thầy ghi luôn. The amount spent. Hết bài luôn rồi đó mà chưa hết giờ không, thầy nói thầy dạy nhanh lắm. The amount spent by French people. Thầy ghi lại luôn ha. Amount spent by French viewer in 10 bracket. Tạo 145.000 pound sterling. Not anywhere, but here is figure. Rồi, vậy thôi. Nghĩa là ý tưởng cuối cùng này trong bài. Ý tưởng cuối cùng này trong bài chỉ đơn giản đó là em sẽ liệt kê giá trị thấp nhất toàn biểu đồ. Nhớ cho thầy. Thấp nhất toàn biểu đồ. Phát rồi. France. Nhớ ngày thấp hơn này luôn nha. Tại em lấy cái thước đo thế. Thấp nhất toàn biểu đồ. Chỉ vậy thôi. Liệt kê giá trị thấp nhất toàn biểu đồ. Và cái ngữ pháp viết lúc này rất là dễ hiểu luôn. Bây giờ mới xài lại chữ the amount nè. The amount hoặc the amount of money cũng được ha các em. The amount of money được ha các em. Which was spent. Rồi thì cái chữ mà thầy nói từng cái ha. Amount bản thân nó cũng có một cái nghĩa riêng, đó là amount of money, nghĩa là lượng tiền luôn. Amount cũng là lượng tiền ha. Rồi còn một cái nữa, hồi nãy rõ ràng mình thấy là nó sẽ để là cái chữ spend đúng không? Để chữ spend đúng không? Thật ra chính là rút gọn mệnh đề quan hệ đó các em. Thì rút gọn mệnh đề quan hệ này chắc em biết rồi. Rút gọn mệnh đề quan hệ của câu bị động thì chỉ đơn giản. Nhớ là mệnh đề quan hệ bị động nha. Chỉ đơn giản là bỏ đi đại từ quan hệ và to be. Giữ lại nguyên cái vế đằng sau, bao gồm cả động từ. ED hay whatever ha. Còn nếu như thế thì nói cái số người học đại học đi. The number of people who study at university, ví dụ vậy. Thì lúc này mà đại quan hệ nó là chủ động. Dễ lắm. Em sẽ bỏ đi thứ nhất là đại từ quan hệ chắc chắn. Bỏ đi đại từ quan hệ who ha. Who, which, gì cũng được. Và tất cả những cái động từ ở mọi thì phải chỉ về verb in hết, studying. Các em nhớ cho thầy ha, còn vế sao giữ lại. Chỉ vậy thôi. Rồi,
Giờ là các em hiểu câu này rồi ha. Cái số tiền mà được chi bởi người Pháp ở sản phẩm gì? Cụ thể là bao nhiêu tiền? Nó có nè. Hai dấu phẩy ha. Sau khi em nói là cái tiền được chi bởi ai, rồi cụ thể bao nhiêu tiền sau dấu phẩy, hoặc là sau hai cái ngoặc đơn. Hoặc là sau hai cái ngoặc đơn đều được ha các em. Nó là giải nghĩa đó. Nó giải nghĩa. Rồi. Is the lowest figure shown on the chart. Nhớ nha, vẫn là hiện tại đơn, chỗ này hiện tại đơn nha, tại vì nó nói về số liệu đang có. Rồi hết bài rồi đó các em. Thì thầy dặn nè, hôm nay thì chưa có bài tập ha. Hôm nay thì chưa có bài tập. Các em chỉ cần về ôn và viết lại cho quen cái bài này, bài mẫu này. Thầy sẽ up bài tập và gợi ý trước cho các em bài thi luôn. Nhưng mà sẽ dựa theo cái này luôn ha. Và tới thứ tư mình giải. Thì coi thầy sẽ lựa cái bài khó khó xíu. Tại bài này dễ quá. Cho các em làm thử luôn. Có thể tới đó nếu mà bài ok tốt thầy sẽ giải luôn hai bài. Còn không có thì một bài cũng được ha. Bởi vì thực tế là thầy vẫn bài tập đều đều cho các em làm. Cả tết 1, tết 2 ha. Nhớ là bạn nào chưa vô group để làm bài tăng cường hay là coi hướng dẫn học tăng cường này nọ nhớ vô ha. Còn không biết nữa hỏi thầy. Còn bạn nào yếu nữa nói thầy chơi vô 2.0 nha các em. Hôm bữa ban đầu tới 20 người thôi. Giờ 10 người, 90 người. Không có những người ta vẫn học thường mà vô lấy video. Thầy khuyên nên chăm chỉ ha. Bạn nào kệ thì cứ không lên cũng được. Nhưng mà nhớ học thì đủ nha các em. Nhớ học qua video là đủ. Rồi vậy thôi ha.